Hôm nay Vũ và các em của mình sẽ đi thăm các cô chú vô gia cư. Xin mời mọi người hãy cùng với Vũ xem cuộc sống của họ như thế nào, nhất là trong những ngày mưa gió như thế này nhé. Chắc chắn là không dễ dàng rồi. Việt Nam mình lúc nào cũng nhộn nhịp như thế này. Sự giàu nghèo thì chia ra rất là rõ rệt. Rất là thương những người mà thiếu thốn. Ông đợi bác. Có bánh rồi dầu xanh rồi trong này nữa nha bác. Bánh mì rồi sữa có dầu xanh rồi. Có khẩu trang luôn nha bạn. Bà ơi, cho cháu gửi bà mấy cái bánh mì rồi nha bà. Có dầu xanh rồi nước rồi nữa. Nước buồn nơi thương tiếng mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm mưa rơi gác xưa nhỏ này xài được nhiều lần lắm phòng cối lắng tiêu điều đường xưa phong có chai dầu luôn đó nữa nha đêm sâu đi trong tuổi nhớ bao thương nhớ chỉ là mộng mơ vì có rất là nhiều món quà nên phải đi thật gấp để gửi đến các cô chú, đặc biệt là chị gái này. Khi nhìn thấy Vũ cho dù mặc khẩu trang vẫn nhận ra họ là của Vũ Hà. Vì hôm nay là một ngày mưa cho nên là mọi người trú mưa chứ không có ngồi ở trên những cây cầu như thường xuyên. Nên phải đi thật xa mới có thể tìm được các cô chú. Có chú này đang ngủ thật say nên mình không dám làm chú thức giấc, chỉ dám để kế bên mà thôi. Để em gửi anh. Có bánh trái dầu rồi mà chú ơi cho con gửi chú mấy cái bánh trái rồi mưa ơi mưa ơi mưa gieo sầu nhân thế mưa nhớ đêm như một người đã cách xa mưa buồn rơi rừng ngoài phố nghe như tiếng nhạc buồn chiến miên. Bác này rất đáng yêu, còn xin thêm một phần cho người bạn của mình đang ở dưới chân cầu nữa. Đêm nào trốn đây ta diệu nhau trong ngàn lần thứ chưa mong đến kiếp nào. Nhìn thấy nụ cười của mọi người làm cho Vũ và các người bạn cũng cảm thấy ấm lòng hơn rất là nhiều. Đi luôn ha, Trần Đình Xu hả? Vô đây nè, đây nè. Lúc này là trời đang mưa rào rào, bây giờ không biết có nên tiếp tục hay không thì đây, mọi người quyết định ngưng ở đây xíu. Gửi cho mấy cô chú thì trời lại mưa cho nên cả đám đang núp ở đây nè. Hồi nãy bạn này rất sung nha, trời mưa vậy mà đòi là thôi đi luôn,
Nhìn vậy chứ mưa không có nhỏ đâu. Khi mà mình nhìn ở dưới bóng đèn sẽ thấy là mưa rất lớn luôn. Thiệt sự mưa dầm ở Sài Gòn mình thì thôi khỏi chê đi. Không biết chừng nào mới ngưng. Cho nên cuối cùng mọi người quyết định là chơi luôn. Tuyến đường này khá là nguy hiểm cho nên là một trong những thành viên trong nhóm phải băng qua đường bằng chân, phải chạy qua. Nói chung khá là nguy hiểm. Cảm ơn cậu ạ. Đến lúc này thì mọi người còn khoảng 5-60 phần quà. Chúng tôi quyết định đi đến những cái nơi mà như là bệnh viện nè, rồi những cái nước chân cầu để tìm các cô chú. Hôm nay dù trời mưa nhưng mà cũng khá là thú vị, khá là vui. Hy vọng lần sau Vũ đi, các bạn sẽ đi chung với Vũ nhé. Xin chào.